đó là phần định khoản kế toán, đúng không ạ? Thế thì tầm quan trọng định khoản kế toán thì tôi không nhắc lại nữa, tôi đã nói là các bạn ngay từ buổi học đầu tiên rồi. Việc định khoản kế toán đúng thì sẽ giúp các bạn có được số liệu đúng để đưa vào báo cáo tài chính, đúng chưa? Do vậy là cái kỹ năng định khoản kế toán là kỹ năng mà các bạn cần phải cài cắm để các bạn có thể là có được các cái sự phản ánh về số liệu trên báo cáo tài chính một cách chính xác nhá. Tuy nhiên thì việc định khoản kế toán đúng ý đang làm khó khăn với các bạn học viên cũng như là các cái bạn đang làm kế toán trên ngoài thực tế. Cái sai lầm ở đây là các bạn chưa có được cái phương pháp định khoản đúng dựa trên việc hiểu bản chất các đối tượng kế toán. Đây lý do vì sao mà chúng ta sẽ bắt đầu lại cái việc học định khoản kế toán đi theo cái quan niệm từ bản chất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu bản chất của định khoản kế toán là gì. Như các bạn đã biết, định khoản kế toán, định với định ở đây chính là xác định, đúng không ạ? Khoản đây chính là các khoản, ví dụ là khoản tiền, khoản tăng, khoản giảm, khoản lợi, khoản có, đúng chưa ạ? Vậy thì bản chất của việc định khoản kế toán chính là việc bạn phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua việc ghi lợi và ghi có vào tài khoản nào với số tiền bằng bao nhiêu nhá. Thế để có thể xác định được việc ghi lợi và ghi có vào tài khoản nào với số tiền bao nhiêu thì hôm nay các bạn cần phải xác định được các cái thông số. Thứ nhất đó là bạn cần phải xác định được tài khoản kế toán mà các bạn sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cái thứ hai đây là bạn cần phải xác định được cái khoản tiền của các cái đối tượng kế toán mà bạn phản ánh. Và thứ ba ở đây bạn sẽ cần phải xác định rằng cái tài khoản kế toán mà chúng ta đang ghi chép ấy nó đang là phát sinh tăng hay phát sinh giảm. Từ đó chúng ta sẽ xác định được khoản lợi hay khoản có. Thế thì cái phương pháp nó khác là cái con đường để mà chúng ta đi để chúng ta có thể đưa ra được một kết quả định khoản chính xác ấy thì nó cần phải trả lời được bốn cái câu hỏi như tôi vừa đặt ra. Vậy thì chúng ta sẽ làm lần lượt từng bước để chúng ta sẽ từng bước trả lời được tất cả các câu hỏi và chúng ta đi đến được cái và cuối cùng đó là có thể định khoản được lợi tài khoản nào, có tài khoản nào với số tiền bằng bao nhiêu. Thế thì trước khi đi vào cái phần định khoản kế toán ấy thì tôi muốn nhắc nhở các bạn như sau. Buổi đầu tiên tôi đã hướng dẫn các bạn về bản chất về kế toán, tại đó tôi lưu ý các bạn rằng các cái đối tượng được các bạn ghi chép vào sổ sách kế toán chỉ là những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thôi. Do đó chúng ta cũng sẽ nhận diện rằng chỉ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp mới là những cái đối tượng mà tôi sẽ thực hiện định khoản. Còn các nghiệp vụ không phải là nghiệp vụ kinh tế, không phát sinh tại doanh nghiệp thì đây chúng ta sẽ không phải định khoản kế toán nhá. Tôi lấy ví dụ như này, ngày hôm nay giám đốc của bạn đi công tác, đúng không ạ? Và giám đốc của bạn phát sinh một khoản gọi là khoản chi phí tiếp khách. Khách đây chính là đối tác của doanh nghiệp bạn. Vậy thì rõ ràng cái nghiệp vụ giám đốc đi tiếp khách hết khoảng 5 triệu đúng không ạ? Hết 5 triệu, đó rõ ràng là một nghiệp vụ kinh tế, đúng không ạ? Đã phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy là cái nghiệp vụ giám đốc đi tiếp khách là cái nghiệp vụ mà chúng ta sẽ phản ánh vào sổ sách kế toán nhá. Tuy nhiên thì lại có một cái tình huống khác, đó là sau khi đi tiếp khách về thì lúc này giám đốc mới là đưa vợ, đưa con, đúng không ạ, đi ăn. Và lúc này cũng phát sinh một khoản chi phí ăn uống. Tuy nhiên là cái chi phí ăn uống này mặc dù nó là nghiệp vụ kinh tế, nó đã phát sinh nhưng nó không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy là các bạn cũng sẽ không phải phản ánh vào sổ sách kế toán, tức là bạn không tiến hành định khoản. Bạn hiểu đây không ạ? Chốt lại rằng chúng ta sẽ chỉ định khoản các nghiệp vụ kinh tế là những nghiệp vụ đã phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái này các bạn nhớ nhé. Vậy thì tôi sẽ chỉ ra cho các bạn bốn bước định khoản kế toán như sau. Bước 1 là bạn cần phải xác định đúng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán ở đây như tôi đã trình bày các bạn, đó chính là những đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền. Hay nói khác, đối tượng kế toán đó chính là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Đó là nghiệp vụ kinh tế, tức là nói đến nghiệp vụ có sự biến động tăng hoặc giảm về tiền. Vì vậy mà đối tượng kế toán chính là những đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền trong một nghiệp vụ kinh tế. Thế thì rõ ràng để có thể định khoản được thì bạn cần phải nhận định rằng trong cái nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh tại doanh nghiệp ý, có những đối tượng nào là đối tượng tăng và những đối tượng nào là đối tượng giảm, đúng không ạ? Tôi đã chia sẻ cái màn hình slide chưa nhỉ? Chưa có rồi. Ok, các bạn sao các bạn nhắc luôn tôi nha, nhiều khi tôi quên đấy. Bạn nhắc mất luôn. Đây, mức là định khoản kế toán. Đầu tiên là bạn cần phải xác định đúng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán đây là những cái đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền nhá. Chỉ những cái đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền thì tôi mới cần phải đánh vào sổ sách kế toán thôi. Do vậy, ở bước số 1 tôi đặt ra một yêu cầu, đó là bạn cần phải xác định được đầy đủ các đối tượng kế toán, đầy đủ và chính xác các đối tượng kế toán. Sau khi xác định được đối tượng kế toán xong rồi thì lúc này bạn mới làm một cái việc ở bước số 2, đó là bạn xác định đúng tài khoản kế toán theo chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.
Tôi lấy ví dụ thế này. Qua việc là xác định được các đối tượng kế toán ở bước 1, bạn sẽ mở cái thông tư 200 hoặc bạn mở cái thông tư 133, cái thông tư về kế toán mà doanh nghiệp bạn áp dụng ấy, để bạn xem rằng à cái đối tượng kế toán ở bước 1 nó được ghi nhận bằng tài khoản nào. Nhá. Ví dụ bạn có nghĩa vụ là bạn đi thanh toán cái tiền vận chuyển cho giám đốc bằng tiền mặt. Thì một trong những đối tượng kế toán chúng ta xác định đây chính là tiền mặt. Bởi vì sao lại là tiền mặt? Bởi vì tiền mặt đang có sự phát sinh giảm, đúng không ạ? Vì vậy đó sẽ là một đối tượng kế toán. Thì trong trường hợp này tôi sẽ cạch chân cái đối tượng kế toán là tiền mặt và tôi sẽ chuyển sang bước 2, tôi phải mở cái bảng hệ thống tài khoản kế toán ra. Tôi xem rằng tài khoản cái đối tượng tiền mặt đấy nó đang được mã hóa bằng tài khoản nào. Được chưa? Và tôi mở ra thì tôi biết rằng nó được mã hóa bằng tài khoản M1, như vậy là xong bước 2 nhá. Xong bước 2 rồi lại bạn chuyển sang bước 3, bạn sẽ cần phải làm cho tôi hai việc. Đầu tiên là bạn phải xác định lợi có đối với các cái tài khoản kế toán ở bước 1, bước 2. Tuy nhiên thì việc xác định lợi có này nó cần phải thực hiện thông qua một việc, đó là bạn phải xác định xem rằng cái tài khoản kế toán ở bước 2 ấy, nó đang là sự phát sinh tăng hay là sự phát sinh giảm, đúng không ạ? Sau khi xác định được cái đối tượng tài khoản kế toán ở bước 2 là phát sinh tăng giảm rồi, thế này chúng ta sẽ vận dụng cái quy ước, chúng ta sẽ vận dụng cái quy ước ghi nhận lợi có của các tài khoản từ đầu 1, đầu 9 mà buổi trước tôi đã hướng dẫn các bạn ấy, để vào chúng ta xác định lợi có. Ví dụ như là tiền mặt của chúng ta chi tiền thiếu này rõ ràng tiền mặt đang là phát sinh giảm, đúng không ạ? Tài khoản tiền mặt là tài khoản M1, là tài khoản đầu 1 phát sinh giảm. Thế thì đối với tài sản phát sinh giảm thì nó sẽ được ghi bên có. Vì vậy trong trường này chúng ta sẽ ghi có tài khoản tiền mặt nhá. Và sau khi xác định được lợi có đối với các tài khoản kế toán thông qua xác định phát sinh tăng giảm xong rồi, lúc này các bạn sẽ thực hiện định khoản kế toán thỏa mãn điều kiện. Thứ nhất đó là tổng lợi bằng tổng có, và thứ hai là bạn cần phải định khoản lợi trước có sau. Được chưa ạ? Thế thì ở cái phần kế toán, nguyên lý kế toán buổi đầu tiên thì tôi đã chứng minh các bạn làm luôn đúng trong kế toán, đó là tổng tài sản thì luôn bằng tổng nguồn vốn. Tại mọi thời điểm tổng giá trị của tài sản luôn bằng tổng giá trị của nguồn vốn, đúng không ạ? Thế sau khi làm xong cái phần này rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta chứng minh cái bản thức tổng lợi bằng tổng có nhá. Nếu như cái sự quy ước phát sinh tăng giảm đó là cái sự quy ước, tức là phát sinh tăng thì bạn ghi vào bên nợ hay phát sinh tăng bạn ghi vào bên có đấy. Thì cái đẳng thức tổng lợi bằng tổng có đây nó không phải là sự ước nữa mà nó là mang tính chất là chứng minh khoa học. Lát nữa chúng ta sẽ chứng minh cái đẳng thức tổng lợi bằng tổng có này nhá. Và sau khi bạn xác định được lợi có và tổng lợi tổng có rồi thì chúng ta sẽ tiến hành định khoản với nguyên tắc là nợ trước có sau. Được chưa? Từ đây các bạn lưu ý lại với tôi, nhất là chúng ta chỉ định khoản đối với các nghiệp vụ là nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Thứ hai là tôi yêu cầu các bạn hiểu và nhớ được bốn quan hệ đối ứng để chứng minh được đẳng thức tổng lợi bằng tổng có. Cái đẳng thức tổng lợi bằng tổng có là một đẳng thức rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại mọi thời điểm tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn và tổng lợi luôn bằng tổng có nhá. Nếu như tổng lợi bằng tổng có tức là bạn đang định khoản kế toán sai, và định khoản kế toán sai thì tức là báo cáo tài chính của bạn không chính xác, đúng không ạ? Thế thì cái đẳng thức tổng lợi bằng tổng có này nó sẽ liên quan đến bốn quan hệ đối ứng mà tôi sẽ trình bày sau đây, chúng ta sẽ cùng lưu ý. Bốn quan hệ đối ứng trong định khoản kế toán nó xuất phát từ cái đẳng thức tổng lợi bằng tổng có. Nó được chứng minh thông qua cái đẳng thức tài sản bằng nguồn vốn. Bạn nhìn thấy một vấn đề là tại mọi thời điểm thì tổng giá trị của tài sản luôn bằng tổng giá trị của nguồn vốn. Được chưa ạ? Nhớ nhá, tôi không cần biết doanh nghiệp bạn có hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào, nhưng tại mọi thời điểm tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn. Vì sao tổng tài sản tổng vốn thì tôi đã giải thích rất kỹ và chứng minh các bạn ở những buổi trước rồi, tôi nhắc lại nữa. Thế thì có phải bởi vì cái đẳng thức này luôn xảy ra nên nó sẽ có các cái trường hợp như sau. Trường số 1 đó là khi tài sản tăng lên một khoản thì nguồn vốn cũng tăng lên một khoản để đưa giá trị của tài sản bằng giá trị của nguồn vốn, đúng không ạ? Tôi hỏi bạn này, khi mà tài sản phát sinh tăng thì cái giá trị tăng đấy nó sẽ được ghi nhận ở bên đâu đấy ạ? Trong kế toán buổi trước chúng ta học về quy ước tài khoản rồi. Khi tài sản có sự phát sinh tăng thì chúng ta sẽ ghi nhận sự phát sinh tăng này ở bên nợ, đúng không ạ? Còn khi nguồn vốn phát sinh tăng, chúng ta sẽ ghi nhận sự phát sinh tăng này ở bên có. Dạ, vì cái tăng của tài sản bằng cái sự tăng của nguồn vốn nên là lợi sẽ bằng có. Vì vậy chúng ta đã chứng minh được đẳng thức tổng lợi bằng tổng có. Nhá. Tương tự như vậy sẽ có một cái tình huống số 2, đó là khi tài sản giảm đi một khoản thì nguồn vốn cũng giảm đi một khoản để đưa giá trị của tài sản bằng giá trị của nguồn vốn. Tức là cái sự giảm của tài sản nó phải bằng sự giảm của nguồn vốn. Và trong kế toán thì chúng ta thấy có sự quy ước.
Khi tài sản phát sinh giảm thì chúng ta phải ghi nhận sự phát sinh giảm ở bên có. Còn khi nguồn vốn có sự phát sinh giảm thì chúng ta phải ghi nhận sự phát sinh giảm ở bên nợ. Vì vậy trong trường hợp này tổng nợ cũng bằng tổng gì ạ? Tổng có. Cái tình huống số 3 đó là tôi giả định giá trị của nguồn vốn không có sự thay đổi. Thế thì khi tài sản phát sinh tăng một khoản thì ngay lập tức phải có một tài sản khác phát sinh giảm. Và cái sự tăng của tài sản bằng cái sự giảm tài sản để đưa giá trị của tài sản không thay đổi so với lúc ban đầu. Tức là đưa giá trị của tài sản bằng giá trị nguồn vốn. Thế thì khi mà tài sản phát sinh tăng thì tài sản sẽ được ghi bên nợ. Và khi tài sản phát sinh giảm thì tài sản sẽ được ghi bên có. Bởi vì cái thằng tăng này bằng cái thằng giảm này nên là nợ cũng sẽ bằng gì ạ? Bằng có. Và tương tự như vậy ở một cái trường hợp cuối cùng, cái quan hệ đối ứng cuối cùng. Đó là tôi giả sử giá trị của tài sản không thay đổi. Thế thì khi một nguồn vốn tăng thì ngay lập tức phải có một nguồn vốn khác giảm để triệt tiêu cái thằng tăng này. Được chưa? Đưa giá trị của nguồn vốn về giá trị ban đầu, nó không có sự thay đổi gì hết. Tức là nguồn vốn tăng thì ngay lập tức phải có một nguồn vốn khác giảm. Thế thì theo như quy ước trong việc toán, nguồn vốn tăng thì nguồn vốn ghi bên có, còn nguồn vốn giảm thì nguồn vốn ghi bên nợ. Vì vậy tôi cũng có tổng nợ bằng tổng có. Thế thì thông qua việc phân tích các tình huống có thể xảy ra đối với các đẳng thức tài sản và nguồn vốn này thì chúng ta luôn thấy rằng tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn, và chính từ cái đẳng thức tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn và tôi đưa ra cái đẳng thức trong cái toán đó là tổng nợ bằng tổng có. Các lớp hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok. Rồi ạ. Thông qua cái đẳng thức tổng nợ bằng tổng có này, nó sẽ giúp các bạn có một cái sự vận dụng rất là linh hoạt và hiệu quả trong công việc định khoản kế toán tại doanh nghiệp. Cái sự lưu ý này của tôi nhấn mạnh lại, nó không được ghi lại ở trong bất kỳ một cuốn sách giáo trình hay một tài liệu tham khảo về tài chính kế toán nào hết. Vì vậy, nó cực kỳ mang một giá trị ý nghĩa rất lớn dành cho các bạn nhá. Bạn nhớ tôi cái nguyên tắc như sau. Bạn nhìn này, nó sẽ có 4 nguyên tắc là tài sản tăng, nguồn vốn tăng, tài sản giảm, nguồn vốn giảm. Nguồn vốn tăng, nguồn vốn giảm và tài sản tăng và tài sản giảm. Như vậy bạn thấy rằng trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nếu như có đồng thời, tức là cả hai đấy ạ, tài sản và nguồn vốn, thì các tài khoản tài sản và nguồn vốn này luôn có mối quan hệ cùng chiều, đúng không ạ? Đúng không? Nếu như trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có đồng thời cả tài sản và nguồn vốn, thì các tài khoản tài sản và nguồn vốn này luôn có mối quan hệ cùng chiều, tức là cùng tăng hoặc cùng giảm. Đúng không ạ lớp? Nên là nếu như bạn định khoản kế toán mà bạn lại phân tích một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có tài sản và nguồn vốn mà bạn phân tích một thằng tăng một thằng giảm, tức là mối quan hệ ngược chiều, thì là bạn đang phân tích sai. Bạn phân tích sai thì suy ra bạn định khoản sai. Rõ chưa? Trường số 2 đó là trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ có các tài khoản là nguồn vốn hoặc chỉ có các tài khoản là tài sản. Nhớ nhá, chỉ có. Thì lúc này các cái tài khoản nguồn vốn hoặc các tài khoản tài sản đấy nó luôn có mối quan hệ ngược chiều, tức là một tài sản tăng thì sẽ phải có một tài sản giảm, hoặc một nguồn vốn tăng thì sẽ phải có một nguồn vốn giảm. Không bao giờ xảy ra một nghiệp vụ kinh tế mà lại hai tài sản cùng tăng hoặc hai tài sản cùng giảm, hoặc hai nguồn vốn cùng tăng hoặc hai nguồn vốn cùng giảm. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Thế thì cái sự vận dụng này nó sẽ ứng dụng trong việc các bạn làm cái bước số 3 của việc định khoản. Bạn xác định tăng giảm đúng thì hôm nay bạn mới xác định được lợi có đúng, đúng không ạ? Do đó các bạn ghi cho tôi một cái kết luận như sau. Trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nếu chỉ có các tài khoản tài sản hoặc chỉ có các tài khoản nguồn vốn thì các tài sản hoặc nguồn vốn luôn có mối quan hệ ngược chiều, tức là một cái tăng và một cái giảm. Và lưu ý số 2 đó là trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nếu có đồng thời các tài khoản tài sản và nguồn vốn thì các tài khoản tài sản và nguồn vốn luôn có mối quan hệ cùng chiều. Có lắm nhớ chưa? Bạn ghi cái định nghĩa này vào đi ạ. Cái định nghĩa này, định nghĩa rất quan trọng, đóng khung vào tôi. Bạn nhớ được vấn đề này thì bạn sẽ vận dụng phân tích được phát sinh tăng giảm, từ đó bạn sẽ không bị sai nữa nhá.
Xong chưa cả lớp? Bạn xong chưa nhỉ? Xong rồi ạ. Rồi ok, khi bạn đã xong rồi, cái này chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là vận dụng để thực hiện định khoản một nghiệp vụ y tế phát sinh nhá. Nào chúng ta cùng phân tích cái nghiệp vụ này. Đó là trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa nhập kho nhưng mà chưa thanh toán, giá mua 100 triệu và thuế VAT là 10 triệu. Tôi hỏi các bạn, đây có phải là một nghiệp vụ kinh tế thỏa mãn hai điều kiện đã phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Ok, khi nó đã là một nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh rồi, cái này chúng ta cần phải định khoản vào sổ sách kế toán nhá. Và chúng ta sẽ thực hiện theo quy trình 4 bước. Bước 1 là bạn cần phải xác định các cái đối tượng kế toán. Nhớ cho tôi rằng đối tượng kế toán ở đây đó chính là những đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền. Thế thì nhìn vào cái nhiệm vụ này chúng ta thấy rằng các đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền bao gồm, thứ nhất là hàng hóa đúng không ạ? Bạn đi mua hàng hóa về thì có phải làm tăng lên giá trị của hàng hóa trong kho không? Đúng rồi, hàng hóa sẽ là một đối tượng kế toán. Tiếp tục này, bạn mua hàng hóa thì bạn có được khấu trừ thuế giá trị đã tăng không? Buổi trước chúng ta học về giá trị đã tăng của phương pháp khấu trừ rồi đúng không ạ? Chúng ta hiểu rằng khi các bạn đi mua hàng thì bạn cần phải ra trả khoản tiền thuế giá trị đã tăng cho người bán và khoản tiền thuế này bạn sẽ được khấu trừ. Vì vậy sẽ làm tăng lên một khoản tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào và được khấu trừ. Vì vậy cái thuế VAT đầu vào này là một đối tượng kế toán mà bạn cần phải ghi chép. Tiếp nữa là khi chúng ta mua hàng nhưng mà bởi vì chúng ta chưa thanh toán cho người bán, vì vậy xác định một khoản lợi phải trả người bán tăng lên. Vì vậy cái khoản phải trả người bán cũng là một đối tượng kế toán. Do đó tôi xác định rằng trong một cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh này nó sẽ có 3 đối tượng kế toán. Thứ nhất đó là hàng hóa, thứ hai là thuế giá trị gia tăng đầu vào và số 3 là phải trả cho người bán. Đoạn này còn nói. Các bạn đã hiểu cái phần bước 1 chưa nhỉ? Rồi. Okay. Rồi ạ. Khi đã hiểu bước 1 rồi là chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Bước 2 của chúng ta đó là xác định tài khoản kế toán tương ứng với các đối tượng kế toán mà chúng ta xác định bước 1. Thế này trong doanh nghiệp chúng ta áp dụng theo thông tư 200. Chúng ta mở thông tư 200 ra, chúng ta xem tài khoản hàng hóa này được ghi nhận ở tài khoản nào. Thì chúng ta thấy rằng tài khoản hàng hóa nó được ghi nhận ở tài khoản 156, đúng không ạ? Tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào được ghi nhận ở tài khoản 1331. Và tài khoản phải trả người bán được ghi nhận ở tài khoản 331. Đúng chưa? Và các bạn thấy rằng trong nhiệm vụ kinh tế phát sinh này nó có đồng thời các tài khoản là tài sản, tài khoản đầu 1 và tài khoản nguồn vốn, tài khoản đầu 3. Nên kiểu gì khoản tài sản 156-1331 nó sẽ có sự phát sinh cùng chiều với tài khoản bao nhiêu đấy ạ? 31. Đây là cái căn cứ cái nhận định ban đầu rất quan trọng để chúng ta đi vào bước số 3, đó là xác định ghi lợi và ghi có vào các tài khoản kế toán. Thế thì tại bước 3 là xác định ghi lợi và ghi có vào các tài khoản kế toán, cần phải xác định sự phát sinh tăng giảm của các đối tượng kế toán. Đó chính là sự phát sinh tăng giảm của các tài khoản kế toán mà bạn đã xác định ở bước 2. Sau đó bạn xác định ghi lợi và ghi có của các tài khoản kế toán. Các bạn thấy này, tài khoản 156 trong trường hợp này nó có phải phát sinh tăng hoặc bạn đi mua hàng hóa về nhập kho thì sẽ làm tăng cái giá trị của hàng hóa trong kho. Vì vậy 156 sẽ phát sinh tăng. Bạn đi mua hàng hóa thì bạn sẽ được khấu trừ thuế giá trị tăng, vì vậy làm tăng lên cái thuế giá trị gia tăng đầu vào thì được khấu trừ. 1331 cũng sẽ phát sinh tăng. Đúng ạ? Sinh tăng. Rồi phát sinh tăng lên cái khoản phải trả người bán 331. Đúng chưa? Thế thì sau khi mà các bạn đã xác định xong tăng giảm rồi thì hôm nay chúng ta mới xác định ghi lợi và ghi có. Thế thì muốn biết ghi lợi và ghi có chính xác thì chúng ta cần phải mở cái quy ước ghi lợi và ghi có mà chúng ta học của trước ra nhá. Tại đây bạn sẽ thấy rằng quy ước lợi có này, tài khoản tài sản là những tài khoản 1, 2 phát sinh tăng tôi ghi bên nợ, phát sinh giảm tôi ghi bên có, đúng không ạ? Vì vậy là tháng 156 này trong trường hợp này phát sinh tăng thì nó sẽ ghi lợi 156, đúng không ạ? Tài khoản 1331 trong trường hợp này phát sinh tăng nó cũng sẽ ghi lợi khoản 1331. Còn tài khoản 331 tài khoản nguồn vốn thì sao? Chúng ta thấy rằng tài khoản nguồn vốn là tài khoản đầu 3, đầu 4 có sự quy ước. Trong kỳ nếu như có phát sinh tăng thì tôi ghi bên có, phát sinh giảm tôi ghi bên nợ. 331 trong kỳ đang phát sinh tăng, vì vậy tôi sẽ ghi bên có, do vậy tôi sẽ toán là có tài khoản 331. Vì vậy tôi sẽ chuyển sang bước 4 để tôi định khoản lợi tài khoản 156 với số tiền 100 triệu, lợi tài khoản 1331 với số tiền 10 triệu và có tài khoản 331 với số tiền 110 triệu. Nào, như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc định khoản nghiệp vụ mua hàng hóa nhập kho sẽ thanh toán giá mua 100 triệu và thuế VAT 10 triệu. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Các bạn hiểu cái định khoản này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi ok. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ví dụ tiếp theo là ví dụ số 2. Trước khi đi vào ví dụ số 2, kết luận của nghiệp vụ này đó là
phản ánh cái quan hệ đối ứng tài sản tăng của vốn tăng nhá. Ví dụ 2 như sau. Doanh nghiệp chi trả tiền lương tháng 3 năm 2020 cho nhân viên bằng tiền mặt với số tiền là 67 triệu 500 nghìn đồng. Đúng không ạ? Tôi nhận thấy đây là một nghiệp vụ kinh tế thỏa mãn đồng thời hai điều kiện đã phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy tôi sẽ cần phải phản ánh vào việc thông qua việc định khoản kế toán. Để định khoản kế toán tôi làm theo 4 bước. Bước đầu tiên, xác định đúng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán ở đây là những đối tượng có sự phát sinh tăng hoặc giảm về tiền. Luôn nhớ cho tôi như vậy nhá. Và bạn thấy rằng này, tiền lương tháng 3 năm 2020 cho nhân viên chúng ta phải chi trả bằng tiền mặt với số tiền là 67 triệu 500 nghìn đồng. Đây là một nghiệp vụ phản ánh cái hoạt động trả lương của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế thì khi bạn trả lương ấy thì có phải làm cho cái khoản phải trả lương nhân viên của bạn sẽ có sự thay đổi đúng không ạ? Và đồng thời bằng tiền mặt thì tiền mặt của bạn cũng có sự thay đổi. Đây lý do vì sao mà phải trả lương nhân viên và tiền mặt chính là những đối tượng kế toán mà chúng ta cần xác định được bước 1. Sau bước 1 rồi là chúng ta sẽ chuyển sang bước 2, đó là xác định các tài khoản kế toán tương ứng cho các cái đối tượng kế toán chúng ta xác định bước 1. Chúng ta mở cái thông tư 200 ra, là thông tư mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng. Chúng ta thấy rằng tài khoản phải trả lương nhân viên là tài khoản mang tính chất lợi và trả được ghi nhận ở tài khoản đầu 3 và cụ thể là tài khoản 334. Tài khoản tiền mặt được ghi nhận ở tài khoản đầu 1 và cụ thể tài khoản 11. Như vậy là bạn xong bước 2. Sau bước 2 rồi thì chúng ta sẽ có sang bước 3 để xác định cái sự phát sinh tăng giảm. Tuy nhiên thì trước khi bước vào bước 3 ấy, thì bạn sẽ nhận thấy rằng cái nghiệp vụ kinh tế này là nghiệp vụ kinh tế có đồng thời các tài khoản là gì đấy ạ? Tài sản và nguồn vốn. Vì vậy kiểu gì các loại tài khoản này cũng sẽ có mối quan hệ phát sinh cùng chiều, tức là cùng tăng hoặc là cùng gì ạ? Cùng giảm. Thì chúng ta sẽ xem trong trường này là cùng tăng hay cùng giảm nhá. Các bạn thấy này, khi bạn phải bạn trả lương cho người lao động thì có phải làm giảm đi cái khoản phải trả người lao động không? Tài khoản tư phát sinh giảm, được chưa? Đồng thời tôi trả bằng tiền mặt thì cũng sẽ làm giảm đi cái tiền mặt của doanh nghiệp. Vì vậy mùa 1 cũng sẽ phát sinh giảm. Các bạn sang bước 3 rồi này, bạn sẽ chuyển sang bước 4, đó là xác định ghi lợi và ghi có. Thì lúc này tài khoản mùa 1 là tài khoản thuộc về tài sản thỏa mãn điều kiện phát sinh tăng ghi bên nợ, phát sinh giảm ghi bên có. Trong trường hợp này mùa 1 đang là phát sinh giảm, vì vậy tôi sẽ toán là có tài khoản mùa 1. Tương tự như vậy với 334 là tài khoản đầu 3 thuộc về tài khoản nguồn vốn. Trong trường hợp này đang là phát sinh giảm nên theo quy ước của nguồn vốn tôi sẽ ghi bên nợ. Đấy là lý do vì sao tôi sẽ thực hiện định khoản như sau: lợi tài khoản 334 và có tài khoản 11 với số tiền là 67,5 triệu. Và trường hợp này tôi hiểu rằng nó thuộc cái quan hệ đối ứng tài sản giảm, nguồn vốn giảm. Các lớp hiểu cái định khoản nghiệp vụ này chưa? Tôi ạ. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cái ví dụ số 3. Đó là doanh nghiệp bạn rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 200 triệu. Đây rõ ràng là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, bạn sẽ tiến hành định khoản vào cái sổ sách kế toán. Thế khi bạn định khoản kế toán thì chúng ta vẫn cứ tuân thủ theo quy trình 4 bước mà cô đã hướng dẫn các bạn. Bước 1 đó là bạn xác định đúng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán ở đây là những đối tượng có sự thay đổi về tiền. Tôi thấy rằng trong cái nhiệm vụ này có hai đối tượng có sự thay đổi về tiền. Một là tiền gửi ngân hàng và hai là tiền mặt. Vì vậy, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt chính là những đối tượng kế toán mà các bạn sẽ xác định ở bước 1. Sau khi xác định được đối tượng kế toán, xác định bước 1 xong, chúng ta sẽ chuyển sang bước 2 là xác định tài khoản kế toán tương ứng. Tôi nhận thấy rằng trong thông tư 200 là cái thông tư của doanh nghiệp bạn chúng ta đang áp dụng thì tiền gửi ngân hàng được ký hiệu ở tài khoản 1121 và tiền mặt được ký hiệu ở tài khoản 111. Được chưa ạ? Và tôi sẽ nhận định bước 2 như sau. Nhiệm vụ này có các đối tượng kế toán đều là tài sản. Vì vậy nó sẽ thuộc về mối quan hệ đối ứng là tài sản tăng và mức sản phẩm sinh giảm. Đúng chưa ạ? Nên không bao giờ có sự phân tích là cả hai tài sản cùng tăng hoặc cả hai tài sản cùng giảm nhá. Đây là cái căn cứ quan trọng để chúng ta chuyển sang bước 3, đó là xác định ghi lợi và ghi có vào các tài khoản kế toán. Thế thì chúng ta sẽ phân tích như sau. Khi doanh nghiệp đi rút tiền gửi ngân hàng về thì sẽ làm cho tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm. Vì vậy tài khoản 1121 phát sinh giảm. Và doanh nghiệp mang cái tiền đấy về doanh nghiệp nhập vào quỹ tiền mặt thì sẽ làm cho cái tiền mặt của doanh nghiệp tăng lên. Vậy tài khoản 111 phát sinh tăng. Sau khi xong rồi là chúng ta sẽ áp dụng cái sự bước tăng giảm để chúng ta định khoản. Tài khoản tài sản phát sinh tăng ghi bên nợ, phát sinh giảm ghi bên có. Vì vậy 1121 phát sinh giảm tôi sẽ ghi có tài khoản 1121. Còn 111 phát sinh tăng tôi sẽ ghi lợi tài khoản 111. Được chưa? Đây lý do vì sao mà tôi sẽ có cái sự kết quả của sự định khoản kế toán này như sau.
đó là nợ tài khoản 11 với số tiền 200 triệu và có tài khoản 121 với số tiền 200 triệu. Và cái nghiệp vụ này nó sẽ thuộc về một quan hệ đối ứng, đó là một tài sản tăng và một tài sản giảm. Các bạn hiểu cái định nghĩa này chưa? Hiểu cái việc định khoản này chưa? Rồi. Rồi ạ. Rồi, ok. Sau khi xong cái định khoản ở ví dụ 3 rồi, chúng ta đi vào một cái ví dụ cuối cùng. Ví dụ 4. Đó là doanh nghiệp thực hiện đi vay nợ ngắn hạn ngân hàng để trả nợ cho người bán 100 triệu. Cái tình huống này là tình huống thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu đi vay ngân hàng, đúng không ạ? Để trả các khoản tiền nợ của doanh nghiệp. Thì lúc này tôi hiểu rằng cái nghiệp vụ đi vay nợ ngân hàng này thì trả nợ cho người bán rõ ràng là một cái gì đấy ạ? Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy là tôi sẽ phản ánh vào sổ sách kế toán nhé. 4 bước định khoản kế toán tôi lần lượt thực hiện như sau. Bước 1, xác định đúng đối tượng kế toán. Tôi thấy rằng những đối tượng kế toán là những đối tượng có sự thay đổi về giá trị về tiền, tức là tăng tiền hoặc giảm tiền. Trong nhiệm vụ này có hai đối tượng có sự thay đổi về tiền. Thứ nhất đó là các khoản vay nợ ngắn hạn của doanh nghiệp, đúng không ạ? Và thứ hai là khoản phải trả người bán. Vì vậy vay nợ ngắn hạn và phải trả người bán chính là đối tượng kế toán. Sau khi xác định xong cái đối tượng kế toán bước 1 rồi, bạn mới mở cái chế độ kế toán của doanh nghiệp đang áp dụng ra, mở cái thông tư mà doanh nghiệp đang áp dụng ra là thông tư 200. Bạn sẽ xem rằng cái đối tượng kế toán này này nó được ghi nợ vào cái còng nào. Thì chúng ta thấy rằng cái vay nợ ngắn hạn thì nó giống như một khoản phải trả, đúng không ạ? Phải trả về việc là sao? Đi vay tiền. Vì vậy cái khoản vay nợ này được ghi nhận ở tài khoản 3411 nhá. Còn tài khoản phải trả cho người bán nó giống như một khoản nợ phải trả người bán, nó được ghi nhận ở tài khoản đầu 3 và cụ thể là tài khoản 331. Rằng cái nghiệp vụ kinh tế này là một nghiệp vụ kinh tế có đồng thời các tài khoản kế toán là nguồn vốn, vì vậy nó sẽ có cái sự sinh tăng giảm cùng chiều hay ngược chiều cả lớp. Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ có các tài khoản là nguồn vốn, thì lúc này nó sẽ có một quan hệ tăng giảm cùng chiều hay là ngược chiều? Ngược chiều ạ. Chiều ạ. Đúng rồi, tức là một nguồn vốn tăng thì ngay lập tức phải có một nguồn vốn giảm, được chưa? Vì vậy là cái sự phát sinh tăng giảm mà tôi xác định bước 3 nó sẽ phải đưa ra kết quả giống như cái phán đoán của tôi là sẽ có một nguồn vốn tăng và một nguồn vốn giảm nhá. Và chúng ta sẽ phân tích xem là nguồn vốn nào tăng và nguồn vốn nào giảm. Khi bạn đi vay nợ ngắn hạn ngân hàng thì có phải là phát sinh tăng một khoản phải trả về vay ngắn hạn không ạ? Vì vậy tài khoản 3411 sẽ phát sinh tăng. Bạn đi trả nợ cho người bán thì sẽ làm giảm đi số tiền bạn phải trả người bán, vậy tài khoản 331 phát sinh giảm, đúng không ạ? Khi bạn đã xác định xong phát sinh tăng giảm rồi, bạn mới mở cái tài khoản nguồn vốn ra để xem là cái sự ước tăng giảm của họ được ghi chép như thế nào. Thì bạn thấy rằng tài khoản đầu 3, tức là tài khoản thuộc về nguồn vốn, có sự phát sinh tăng thì chúng ta ghi bên có, phát sinh giảm chúng ta ghi bên nợ. Vì vậy trong trường hợp này 3411 phát sinh tăng thì tôi sẽ ghi là có 3411, còn 331 phát sinh giảm thì sẽ ghi là nợ tài khoản 331. Do đó tôi có cái sự định nghĩa ở bước 4 như sau: nợ tài khoản 331 với số tiền là 200 triệu và có tài khoản 3411 với số tiền là 200 triệu. Bạn đưa ra kết luận rằng nghiệp vụ kinh tế này thể hiện cái quan hệ đối ứng là một nguồn vốn tăng và một nguồn vốn giảm. Các lớp hiểu cái định khoản của nghiệp vụ số 4 chưa? Rồi ạ. Đây nhá. Thế thì những bạn khác mà các bạn hiểu hay không hiểu thì các bạn cũng sẽ viết luôn cho tôi biết. Các bạn comment đi cho tôi biết là các bạn hiểu hay không. Đấy, để tôi biết đường tôi sẽ đi chậm hơn về việc phân tích định khoản. Và những bạn nào mà chưa hiểu ấy, thì tôi sẽ có sự hỗ trợ riêng nhá. Đảm bảo rằng các bạn sẽ phải định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Đã hiểu rồi đúng không ạ? Và nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn hãy like và bấm nút theo dõi kênh Kế toán Lệ Ánh Official của tôi để tôi dễ dàng chia sẻ cho các bạn thêm những kiến thức giá trị. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của tôi.